Xin chào mọi người đang xem video của kênh YouTube Khu vườn thú vị. Những cái sen đá này trồng tại khu vườn của mình gồm nhiều loại. Và nội dung của video này, mình chia sẻ cách chăm sóc những cái sen đá sao cho nó phát triển nhanh nhất và đẹp nhất cho ngôi nhà của mọi người. Trồng và chăm sóc sen đá rất là đơn giản. Như là mình chỉ việc sử dụng hoặc là tái chế lại những chai nhựa đã cũ để làm chậu trồng. Mình trồng sen đá bằng chất trồng, đó là bằng đất thịt trộn với vỏ trấu. Ngoài ra, mình còn bỏ thêm một ít bã cà phê để bổ sung lượng kali cho cây. Đối với sen đá thì không cần phải tưới nhiều, khoảng 4 ngày mình tưới một lần. Và những chậu mà mình trồng thường có các cái lỗ có kích thước rất là lớn để giúp cho việc thông thoáng nước. Và những lỗ này nó sẽ giúp cho cây không bị úng khi mà mình tưới. Đặc biệt mình chỉ tưới vào buổi sáng sớm, không có tưới vào buổi trưa nắng nó gắt hoặc là tưới vào buổi chiều nó sẽ gây úng cho cây. Những cây sen đá này mình để ở vị trí hướng buổi sáng sớm có thể đón được ánh nắng và buổi trưa nắng gắt thì nó sẽ không có tốt cho cây và sẽ làm cho những lá của những cây sen đá bị bỏng và nó sẽ bị thối nếu mà mình tưới nước và gặp ngay trời nắng gắt. Và có một điều rất là hay ở những cây sen đá là sử dụng những cây lá của nó. Mình sẽ trồng những cây lá này và sau một khoảng thời gian nó sẽ mọc rất là nhiều cây con xung quanh cây lá. Cho nên mình rất thích đặc điểm này và mình thấy nó nhân giống rất là nhanh. Tưới sen đá rất là đơn giản, mọi người chỉ cần sử dụng nước và tưới trực tiếp lên trên những chậu sen đá của mình khoảng 4 đến 5 ngày một lần. Đừng nên tưới quá nhiều nước, tại vì nó sẽ gây cho cây nó dễ bị úng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video mình chia sẻ. Nếu thấy video này hay và hữu ích, có thể đăng ký để ủng hộ mình nha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của kênh.